Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Ngày hôm nay thì rất là lâu rồi mình không làm lại cái chuyên mục đó là trà trộn sảnh liên thông lúc buổi đêm bạn ạ. Đấy, hiện tại là 1 giờ đêm này, anh kia không? Đấy, ở phát dưới này, 0:59, tức là tương tự với cả 1 giờ đêm bạn ơi. Đó, hôm nay mình sẽ lại làm lại cái chuyên mục trà trộn sảnh liên thông lúc 1 giờ đêm. Để coi thử xem là dạo này là sảnh liên thông lúc 1 giờ sáng hay 11 giờ đêm có cái gì mới mẻ không các bạn nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo bạn nhá. Uầy, tôi coi xem, ui, có mác giả lập khảo cổ học em, ui, chung nghe xin xó lửa tải về chơi thử không nào. Giả lập khảo cổ bạn ạ. Ôi, vào thử cái mác ca hát đi. Cái mác khảo cổ kia chắc mình sẽ làm cái video riêng sau bạn ạ. Hiện tại mình muốn xem thử cái mác ca hát này xem như nào đây. Hello, Huy Lê Blanc, ui. Ui, ông này chơi liên minh hay sao nữa, biết tướng Lê Blanc này. Hello, ui. Anh nhầm, hello. Ui, chơi liên minh à, mà biết Lê Blanc. Ok, ôi, ông này chắc là có chơi liên minh hay sao bạn ạ. Huy Lê, à, đây, Blanc này hình như thiếu chữ C hay sao bạn ơi. Ô, ảo nhỉ. Ông này Blanc nhưng mà thiếu chữ C bạn ạ. Không hiểu sao Blanc này thiếu chữ C bạn nhá. Đó, để tôi đặt quả tên này, Mèo Pèo Yasuo, Nam Yasuo, Huy Lê Blanc. Đấy, con đây là gì ấy? Đây là tụi gì hòn chấm gì đấy, tôi còn chưa kịp đọc tên mà hòn chấm. Kìa, chưa kịp làm gì mà ông này oánh mình hỏi chấm bạn ạ. Ông này heo, chắc là heo gì ấy. Heo Timo à, chắc luôn heo Timo bạn ạ. Thôi bên kia không đánh nhau. Kìa, chả hiểu sao vừa vào cứ đánh nhau bạn ạ. Mình chuyển qua Cindy á, chạy cho dễ bạn ạ. Mới mà đánh kinh quá. Vừa vào cái oánh nhau. Dạ ông sửa lọ không? Không. Solo ra xua thì solo. Không solo floor đâu. Không solo Florentino đâu. Ui dồi ôi. Ông này còn gạ kéo solo floor không nha. Solo ra xua thì solo bạn ơi. Ôi dồi ôi, khiếp thật các bạn ạ. Gặp ông gặp thanh niên rủ solo ra xua, rủ solo floor bạn ơi. Ok. Mèo Pèo fake. Tôi fan Mèo Pèo. Đúng rồi. À được, từ khoan nè. Đúng rồi, tôi fan Mèo Pèo nè. Nó he he. Đấy, giả vờ mình là fan Mèo. Ok, cái gì ấy? Tại sao đứng đây là có gì nhỉ? Đứng đây không có gì cả bạn ạ. Đứng làm gì ta? Lúc này mình tưởng nó spam ra cái gì hay ho bạn ơi. Sao big fake á? Tôi fake. Ủa, không. Tự nhiên nhận là tôi fake nghe hơi bị giả chân các bạn ạ. Làm cách nào đấy. Không. Tôi hay xem anh Mèo Pèo. Đó. Phải giả vờ thế bạn ơi. Tự nhiên bảo tôi phải kẻ nghe bị giả chân quá. Không hợp lý bạn ơi. Bán này, ui. Bán súng này. Ui giời ơi, làm tí súng bạn ơi. Súng rửa trẻ trâu level 2 luôn, khác gì nhau nữa. Tôi cũng không biết nó khác gì nhau bạn ạ. Ê, có súng đây nè. Ông nào đánh tôi? À, có súng đây nè. Đâu rồi, ông nào đánh tôi nhỉ? Đâu rồi, ông nào đánh tôi? Hả, đánh tôi. Đây là súng súng diệt trẻ trâu level 1. Đây là súng diệt trẻ trâu level 2 bạn ơi. Nào, ông đánh tôi hả? Bắn không chết. Mà súng gì cùi vậy? Bắn không chết bạn ạ. Ok, biết súng gì yếu nhỉ? What the hell? Ui dồi, à, súng gì bắn yếu vãi trưởng bạn ơi. À, dù bắn đi bắn từng viên một này. Trời ơi, súng này, à, được cái súng level 2 bắn nhanh hơn bạn. À, súng level 2 bắn nhanh một tí. Mà đam bé vãi trưởng rồi, xong luôn. Trời ơi, trên kia cầm kiếm đánh mấy cái mình chết bạn ạ. Ảo thật đấy. Trong khi cái súng này bắn mãi không chết bạn ơi. Trời ơi, một cú lừa rồi. Tôi lại nhận ra tôi vừa gặp một cú lừa bạn ạ. Trời ơi luôn. Rồi không sao, coi như mua ủng hộ chú bác bạn ơi. Này, này, ai lấy súng không? Cho súng nè. Đó, lấy súng không? Ai lấy súng không cho súng này? Chê, chê à? Ủa, hết rồi, ông mà nhanh thế. Trời ơi, vừa bảo cái ai lấy súng không tốc biến đây luôn bạn ạ. Sơ, tức sơ đây. Vừa bảo cái heo lóng tính, ok luôn. Để coi em nào. Ôi, đây là cái kiếm mà. Ui, nhìn như kiểu cái kiếm cắm xuống đất bạn ạ. Quá chuẩn, đây là cái micro á. Nhìn rõ ràng nhìn kiểu gì thì nó mới dùng cái kiếm bạn ạ.
nhìn kiểu gì thì nó vẫn dùng cái kiếm nó trông chá giống cái micro tí nào. Yểm trợ chủ bát. Ơi bắn chưa thôi. Bắt đầy ra quả súng sida vậy. Này bị bướng nè. Ôi nè 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 nè. Đứng trên cây. Ê đứng trên cây leo leo. Leo. Ồ. Ôi nói chung là map này mình thấy là ngày xưa rồi nhưng mà giờ để ý bạn ạ. Giờ tôi mới để ý là cái này là cái kiếm á, nhìn cứ tưởng cái mic cơ. Là cái kiếm bạn ạ, thôi đi có mặt khác đi. Ô, cuộc chiến đảo cỏ may mắn này, chúng nhìn hay nhỉ, tải về đi nhỉ. Lâu rồi không chơi cuộc chiến đảo cỏ bạn ạ. Để có gì mình rủ anh em vào chơi cùng. Ui, map chọn người im rồi luôn. Ấy, tôi có người yêu rồi, cứ chọn thêm đấy. Đẹp ra như mẹ béo xứng đáng có nhiều người yêu bạn ạ. Rồi liền bạn ơi. Ui, hello. Ê, đặt tên đi. Đặt tên là Kansha. Thôi nha. Núp tôm gà. Không, tôi thích ăn tôm, không thích ăn gà đâu. Ê, cầm kiếm vừa vào thì cầm kiếm gì trông nguy hiểm vậy. Ê, bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Ơi, vừa vào cầm kiếm kìa. Ơ kìa. Tao lại cầm kiếm đánh nhau. Hỏi chúng hãy chơi vui vẻ nào. Trời ơi, đó, phải tỏ ra thân thiện bạn ạ. Hey, cùng chơi nhé. Hiết tầm ông kia bắn nhau gì không biết. Ai hiểu kiểu gì luôn. Hồi mình cứ đứng ở trên này. Ê, mình cứ đứng lên trên này cho an toàn. Không, tôi không phải mèo peo. Tôi fan anh mèo. À không được, không phải ghi fan, ghi lỗi lắm. Tôi hay xem anh mèo peo. Đó, không phải mèo peo. Ok, ông này oánh kinh ấy nhở. Mình coi xem, ui không mở cửa hàng à. Để bỏ xem vào trong này bán gì không bạn ạ. Làm sao vậy anh? Ông này cầm đồ kinh quá nhở. Này, làm người oánh nhầm bộ nhau nhau. Ôi, thôi chạy. Làm sao hỏi chấm? Ui già, nó smoke nha. Ui cả căng nha. Có smoke ở ghê đấy. Làm sao? Hỏi chấm. Làm gì? Ê, leo. Lêu lêu chủ phòng đánh người. Úi giời bay. Ôi dồi ôi, người ta qua bên này rồi bạn ơi. Còn bay trượt kìa. Lêu lêu cầm kiếm đánh nhau. Trời ơi, sao này thì mày cầm kiếm. Ôi anh chết, thủ phòng làm ghê chưa. Dằm ba cái ông chủ phòng này thì cầm kiếm kim cương với tôi này bạn ơi. Ghê chưa. Xịn chưa bạn ơi. Ok bạn ơi, trời ơi, đang ở trong phòng thì tự nhiên thấy lác lác xong rồi đơ không bấm được gì bạn ạ. Khả năng là chắc là bị chủ phòng kích rồi bạn ơi. Thế là tôi chắc là phải đi tìm cái map khác bạn ạ. Có map bắn bom này. Nghe không hợp lý lắm nhở. Bắc cua à? Lâu không vào map bắc cua bạn ạ, hợp lý nhở. Lâu chúng ta không trà trộn map bắc cua. Để vào cầm xin đi nghịch các bạn ơi. Cũng lâu ở đây tôi không vào parkour trên sẻ đến thông bạn ạ. Mong là không lag game. Vào đường này. Ngon luôn. Khoan đường đi đâu rồi? Ủa sao xuống? Rồi xong luôn các bạn ơi. Không xuống biết được. Ủa là như nào ta? Kìa. Lỗi mắt à? Chết tôi rồi không. À đây may quá lên được. Thử nào. May quá bác này không cầm xin đi bạn ơi. Bị lỗi hồi sinh bạn ạ. Trời ơi. Tại vì bà ấy để cái trần nhà nó thấp quá, thành ra là đông người sẽ bị hồi sinh ở trên bạn ạ. Ui, đấy tên là Yến Sang Chảnh. Ui, nghe tên đã thấy quý tộc bạn ạ. Bé Trăng. Bé Trăng HK này. Mày cầm nhau à? Thử nè. Bé Trăng này, bé. Kìa, tưởng bé Trăng HK. Ui, bạn này bé nhảy đường khó hơn kìa, ghê nữa. Ui, cố lên bạn Sang Chảnh. Bạn Sang Chảnh này hình như mình thấy chắc là PE sao á, nhảy cái chắc PE này. Ui, cố lên, hay quá. Ui, nhìn bạn này cố gắng nhảy như này tôi cũng không lỡ phá bạn ạ. Mình định tính chôn nhưng mà nghĩ lại tội quá. Chắc là tôi không chôn đâu bạn, rồi xong luôn. Để coi em là thử này. Ui, biết là xì bùa. Mấy mì, kìa. Sao mấy mì ta? Rồi, chuẩn bị. À, ây da. Ui, may quá. Anh Piao à. Anh Piao kiểu bạn nhận ra mình kìa. Ok rồi, chắc là tôi sẽ không phá đâu và đứng đây hóng hớt thôi. Khoan, tôi không phải mèo peo. Chết, giả vờ thế đi. Lần này mình sẽ không bảo là mình là fan mèo peo nữa.
Câu đấy nó nhiều dễ lộ bạn ạ. Ui cố lên bạn ơi. Chỗ ui cái này căng này. Cái này mà bạn nào mình để yếu tay cũng không hơi khó đấy. Căng nó cố lên. Chúng ta sẽ cùng quan sát bạn Yến Sang Chảnh này. Nghe tên có vẻ con gái bạn ạ. Không biết là con gái không nữa. Cố lên trời ăn cảm rồi xong luôn. Cố lên cái đấy chắc nhảy PE này. Nhìn nhảy chậm chậm này chắc là PE bạn ạ. Ồ bên kia liền. Ok liền. Ok liền đúng rồi. Cố lên. Cái gì mà thấy thằng ấy tôi không. 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 Từ khoan nó sao tự nhiên từ hỏi rằng người yêu tôi không nhằm vô lý nhở. Hỏi chấm nào. Ủa khoan nó tu. Mình còn chưa biết thanh niên bé trăng kia là con trai con gái bạn ạ. Ủa nhở. Mà mình còn chưa biết cơ mà sao giờ này còn không đi ngủ. Ủa. Tao giờ này chưa đi ngủ. Đó. Rồi ôi còn giờ con này còn lên mở phòng bóc cua xong hỏi thế làm người yêu tôi không. Chả hiểu kiểu gì bạn ạ. Mà mình cũng không biết thanh niên bé trăng kia là con trai con gái các bạn ơi. Đấy. Nhưng bạn cứ nghĩ là cái từ thanh niên chỉ dành cho con trai thôi. Không. Thanh niên dùng chung cả con trai lẫn con gái mà chả liên quan luôn. Chả ai bảo thanh niên chỉ dùng cho con trai thôi các bạn ạ. Thanh niên là chỉ chung những cái người trẻ bạn ạ. Đều gọi có thể là thanh niên được. Đó. Thanh niên xung phong đoàn thanh niên Hồ Chí Minh đấy. Chả ai bảo thanh niên là chỉ là con trai không đúng không? Anh em cứ hiểu không? Cứ bảo là sao bạn ấy là con gái mà anh lại gọi là thanh niên. Ở chả liên quan đấy bạn ạ. Thanh niên là từ chỉ chung những người trẻ bạn nhá. Đó. Em hiểu chưa? Nó chứ đâu phải là cứ thanh niên là con trai đâu. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng xem thử bạn nào. Yến Sang Chảnh này nhảy như nào bạn ạ? Uầy, cố lên bạn ơi, cố lên, cố lên. Đấy rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá bạn ơi, PE nhảy này ngon đấy. PE nhảy được như này là cũng ok là phép bạn ạ. Uầy, ui dồi ôi, sao tự nhiên cái đường dễ vào trưởng để rớt ta. Ok, chắc bị kẹt cái cửa bạn ạ. Thôi, đến chung là mình thấy là hôm nay là trà trộn như thế là cũng ok bạn ạ. Đó, cũng nhiều đông vui phết nhở. Mình cứ nghĩ là tầm muộn muộn bây giờ là sẽ khá là vắng cơ. Nhưng không ngờ cũng nhiều phòng phết bạn ơi. Cũng khá đông vui chứ, đa dạng đủ các thể loại map luôn. Dù map gì cũng có bạn ạ. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn có kiến thức gì muốn mẹ bé làm dùng đấy thì hãy để lại về phía dưới bạn nha. Chắc là bạn Yến này không biết nhảy hai block cho nên phải đi cái đường bên này bạn ạ. Ờ, bên này toàn hai block thôi. Ui, có mấy level cũng khá là khó đấy bạn ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.